Thưa quý vị và các bạn, dù đã có tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, nhưng bấy lâu nay, thị trường vật liệu xây dựng nước ta, nhất là lĩnh vực thiết bị vệ sinh, vẫn bị lũng đoạn bởi hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đặc biệt là thời gian gần đây, khi mà tình trạng giá vật liệu xây dựng tăng phi mã, thì vấn nạn này càng hoành hành dữ dội, bất chấp quy định của pháp luật. Mời quý vị cùng phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân tìm hiểu và lật tẩy những chiêu trò hô biến hàng trôi nổi thấp cấp thành hàng thương hiệu cao cấp nhằm thu lợi bất chính. Mới đây, ngày 6 tháng 1 năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm sản xuất keo cấy thép giả nhãn hiệu Ramsed Econ Gia Lai của Hoa Kỳ, quy mô lớn do đối tượng Lương Biên Cương, sinh năm 1984, trú tại Hà Nội cầm đầu. Trước đó, ngày 22 tháng 3 năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện bắt giữ vụ sản xuất buôn bán ống nhựa giả thương hiệu nhựa Bình Minh, quy mô lớn do đối tượng Lê Thị Anh Thi, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bình Định cầm đầu. Có thể nói, hiện nay, vật liệu xây dựng giả, đặc biệt là lĩnh vực thiết bị xứ vệ sinh, hàng trôi nổi đang tràn ngập, bủa vây thị trường. Thậm chí là không cần phải nhập công, đi đến tận nơi, gặp mặt trực tiếp. Chỉ một cuộc điện thoại, một cú click chuột hay Google search, chúng tôi đã dễ dàng tìm được các đầu mối bán hàng trôi nổi nhan nhản trên mạng. Giá cả và hình ảnh mẫu mã sẽ được gửi ngay đến Zalo của phóng viên, kèm những lời quảng cáo bốc lên tận rời của người bán. Có hàng mẫu về chưa? Alo. Có hàng mẫu về chưa? Em chưa lấy mẫu về. Anh thử xem giá như thế có ok không? Tổng nó tầm khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? 3 triệu rưỡi ạ. 3 triệu rưỡi ạ? Vâng. Mẫu nó giống y như này phải không? Đấy là hàng thực tế em gửi đấy. Ok, nhìn đẹp nhỉ? Đây là ảnh. Ảnh thật luôn đấy ạ. Sen vòi thì đẹp lắm, sen vòi thì hơi đắt một tí thôi, nhưng mà nếu mà anh lấy sen vòi mà không phải của hãng Inox thì nó sẽ rẻ hơn được mấy trăm. Inox Fake hiện tại có tổng đến 90% cái sen vòi của nó, giống 90% luôn. Về phía chợ thì nó có sự so sánh, nhưng còn cái sen vòi này thì bọn em bán nhiều rồi thì nó rất là đẹp, nhưng mà nó hơi đắt thôi. Để thâm nhập thực tế, chúng tôi đã dạo qua một con phố lớn, phố Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, nơi có rất nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị vệ sinh của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Trong vai một khách hàng có nhu cầu mua thiết bị vệ sinh fake để hoàn thiện dãy nhà trọ mấy chục phòng, phóng viên đã tiếp cận một số cửa hàng trên tuyến phố này và khám phá được sự thật đáng báo động về thị trường thiết bị vệ sinh trôi nổi. Cái sẽ là villa thì rẻ nhất của villa rơi tầm 1,2 triệu. Có cái nào có cái thương hiệu gì không? Villa Sara đấy ạ. Thương hiệu mà sách đi. Ok, anh dùng cái nào có thương hiệu cứ đặt tên gì được tên đấy mà. Dạ. Cứ đặt tên gì được tên đấy mà. Đặt tên gì có thì đẹp. Ví dụ là hàng đấy, hàng ngoài nó là hàng Trung Quốc ấy. Không có hóa đơn thì không phải. Còn như nó là vẫn là về Trung Quốc. Tại một cơ sở khác cũng nằm trên phố Hoàng Quốc Việt, tuy không có sẵn hàng fake, nhưng khi được yêu cầu, chủ cửa hàng đã nhiệt tình móc nối để tìm mối bán cho chúng tôi, với điều kiện nếu lấy nhiều thì có. Y nắp mà rẻ nhưng có chữ y nắp là được. Phải lấy hàng sang, hàng fake thôi. Ừ, hàng fake chứ. Để vừa thương hiệu là vừa rẻ. Thì chỉ lấy bình thường xong bằng sữa inox thôi. Mấy chục bộ cũng có. Vậy mấy trăm bộ và nhiều hơn nữa thì sao? Chúng tôi tiếp tục dạo qua thị trường, đến với những con đường như Vạn Phúc Hà Đông và Đại Mỗ Tử Liêm, nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng nhất nhì Hà Nội, để tìm hiểu vấn đề. Tiếp cận một cơ sở buôn bán sản phẩm xứ vệ sinh trên đường Đại Mỗ, sau cuộc trao đổi ngắn, chúng tôi hiểu rằng khách muốn mua bao nhiêu hàng fake ở đây cũng đáp ứng được. Thậm chí nếu khách không lấy hàng mà chỉ có nhu cầu mua hóa đơn đỏ, họ cũng sẵn sàng bán khống nữa.
đấy như răng. Đây là dập mắt, đẹp như này. Đó, em làm như hàng, làm sơ lập, như hàng xịn này. Làm suốt thì phải cho kia chậu, chậu dập mắt thế mà. Các chung cư mini ấy, tầm 20-30 phòng là họ yêu cầu đều là dập mắt như vậy. Bếp cũng vậy, mà chậu cũng vậy, đều mắt như vậy. Số lượng thì bao nhiêu được em? Bao nhiêu cũng được. Lúc phóng viên đi khỏi một lát, chủ cửa hàng thiết bị vệ sinh trên đường Đại Mỗ này đã sốt sắng gọi lại, báo giá phần trăm hóa đơn và khẳng định việc giả mạo nhãn mác của các thương hiệu cao cấp là chuyện thường ngày, không gì không làm được. Alo. Alo, anh đây. Vâng, em vừa hỏi cái hóa đơn cho anh đấy. Thì nếu như mà anh lấy hàng ở bên nhà máy gặp bệt cả chậu như vậy thì là bên nhà máy sẽ hỗ trợ anh là 2%. Còn nếu mà không lấy hàng ấy thì là viết không là 5%. Là dập mác là y như thế phải không? Vâng, dập mác y thì anh muốn dập vi lạ được, phải dập vi lạ cũng được nhá. Nhưng mà là nhà máy nào? Nhà máy Thái Bình. Đây là bệt Thái Bình mà anh. Ở bệt Thái Bình. Nhưng mà bệt Thái Bình mà nó dám ghi là inox à? Thì anh thấy lạ thì được. Thì em vẫn làm cho các khách nó vẫn dập cái dập mác này vẫn bình thường mà, có gì đâu mà không dập được. Sau khi thâm nhập tìm hiểu thị trường xứ vệ sinh, chúng tôi nhận thấy hầu như tất cả các cơ sở kinh doanh đều trưng bày mẫu mã thật, nhưng hỏi đến hàng fake thì số lượng nào họ cũng đáp ứng được. Đó quả là một thực trạng đáng buồn. Tình trạng làm giả, nhái trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là thiết bị vệ sinh, ngày một tinh vi hơn. Ngoài việc có logo, tên gọi, mẫu mã làm nhái thương hiệu lớn, thậm chí các sản phẩm này còn có cả tem bảo hành, mã QR để truy xuất nguồn gốc như hàng thật. Vật liệu xây dựng giả có thể là hàng thấp cấp, gia công trong nước hoặc nhập từ Trung Quốc về, nhưng đội lốt các thương hiệu uy tín của Việt Nam và thế giới. So với hàng chính hãng, giá cả hàng giả mạo rẻ hơn nhiều. Mẫu mã màu sắc đa dạng, khá giống hàng thật. Nếu không để cạnh nhau thì rất khó phân biệt. Điều đáng quan ngại là những sản phẩm này không chỉ khiến các doanh nghiệp gặp khó mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người tiêu dùng. Đối với các thiết bị vệ sinh thì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần an toàn của con người trong quá trình sử dụng. Ví dụ như về không đạt cái độ bền cơ học về tải trọng thì sẽ gây ra vỡ, nứt. Thứ hai là về ảnh hưởng về sức khỏe là do chứa một số các cái hàm lượng cái kim loại nặng. Hiện nay chúng ta là các gia đình đều dùng cái xứ vệ sinh đúng không? Rồi kể cả chung cư lẫn nhà riêng, thế rồi kể cả công trình khác thì chúng ta đều thấy là bên cạnh thì cũng các mặt hàng là có nhãn mác, thứ thiệt thì là chúng ta thấy đảm bảo chất lượng, thì cũng có không ít những mặt hàng là nhái nhãn mác và không đảm bảo chất lượng. Và đương nhiên không bảo chất lượng đây là ảnh hưởng trực tiếp đến cái quyền lợi người tiêu dùng. Thứ nhất là đến để sử dụng, người ta muốn mua hàng thật thì lại rơi vào hàng nhái thì chất lượng nó kém, thậm chí là chúng ta thấy có những cái ý kiến thân nên tức là người ta dùng thì bị nứt vỡ đấy, thì chưa nói rằng là cái những cái xả nó không đảm bảo chất lượng. Thì như vậy là người ta vừa mua hàng giả thật mà lại là rơi hàng nhái, và như vậy là vừa tiền mất tật mang và gây bức xúc cho người tiêu dùng. Có thể thấy hiện nay tình trạng vật liệu xây dựng giả, đặc biệt là mặt hàng xứ vệ sinh trôi nổi đang tràn lan trên thị trường, không kiểm soát nổi. Vậy cơ quan chức năng ở đâu để gian thương mặc sức tung hoành, làm loạn giữa thanh thiên bạch nhật như thế này? Thưa quý vị và các bạn, ngoài cơ quan chức năng thì người dân cũng có quyền quyết định số phận của vật liệu xây dựng giả, nhái, kém chất lượng. Nếu người tiêu dùng kiên quyết tẩy chay thì các loại hàng dởm, hàng đều sẽ bị triệt đầu ra. Hành động này không chỉ là bảo vệ quyền lợi của chính chúng ta mà còn chống lại hành vi phá hoại sản xuất, kìm hãm sự phát triển nền kinh tế đất nước, góp phần giúp thị trường vật liệu xây dựng nói chung và sản phẩm thiết bị xứ vệ sinh nói riêng lưu thông lành mạnh. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là tiểu mục pháp luật và chính sách. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Điều 192 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,
thì người phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả có thể chịu mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù. Còn đối với pháp nhân thương mại, nếu phạm tội này có thể bị phạt tiền lên đến 9 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Tháng 7 năm 2020, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã xử phạt các đối tượng Nguyễn Quang Thành, sinh năm 1982, và Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1983, đều trú tại Hà Nội, tổng cộng 5 năm 3 tháng tù vì tội sản xuất buôn bán ống thép giả nhãn hiệu Hòa Phát. Trước đó, nhiều vụ sản xuất vật liệu xây dựng giả cũng đã bị Tòa Nhân dân cấp xử phạt nặng, thậm chí là kịch khung. Như vụ Bùi Thị Lan Anh, sinh năm 1976 tại Hà Nội, sản xuất và tiêu thụ số lượng lớn xi măng giả, bị xử phạt 3 năm tù giam. Vụ Trần Anh Đức, sinh năm 1981 ở Vĩnh Long, sản xuất và tiêu thụ 19.389 bao xi măng giả, bị xử phạt 9 năm tù giam. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng vật liệu xây dựng hàng nhái, hàng giả, đặc biệt là xi măng sắt thép, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, kết cấu, khả năng chịu lực của công trình. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi nó có thể gây ra những hậu quả, hệ lụy khó lường. Riêng với thiết bị vệ sinh tuy không nghiêm trọng bằng, thế nhưng hành vi giả mạo của gian thương cũng khiến cho các doanh nghiệp chân chính hoạt động trong lĩnh vực này phải khốn đốn. Rất mong cơ quan chức năng có những chế tài quyết liệt hơn nữa nhằm đẩy lùi vấn nạn sản xuất, buôn bán vật liệu xây dựng giả, nhái, kém chất lượng nhằm bảo vệ người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp, đồng thời góp phần đảm bảo chất lượng và sự an toàn cho các công trình kiến trúc. Đến đây, thời lượng của Alo 389 tuần này cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ 19h45 thứ hai hàng tuần. Quý vị sử dụng điện thoại thông minh có thể cài app ANTV Go để xem lại chương trình Alo 389 và các chương trình hấp dẫn khác của truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.